cũng như bao miền quê khác ở Quảng Bình. Những năm qua, đón luồng gió đổi mới của Đảng, Hợp tác xã Nông nghiệp Lộc Hà đã có bước chuyển mình kỳ diệu. Từ một hợp tác xã sơ cứng về tổ chức, kém hiệu quả trong quản lý kinh tế, Lộc Hà đã biết tự đổi mới chính mình để trở thành một điển hình tiên tiến của tỉnh trong mô hình quản lý hợp tác xã nông nghiệp theo cơ chế mới. Ở vùng quê đầy gian khó này, ý Đảng, lòng dân đã thực sự hòa quyện vào nhau, giúp họ chọn lấy cho mình con đường đi tới ấm no hạnh phúc. Và cũng từ đó, Lộc Hà đã tìm ra lời giải cho bài toán khó về xây dựng nông thôn mới. Lộc Hà là vùng quê chiêm trũng của huyện Lệ Thủy. Toàn hợp tác xã có 230 hectare đất canh tác với trên 2.400 nhân khẩu. Vì đất chật người đông lại đọc canh cây lúa trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Dẫu đã một nắng hai sương nhưng khó nghèo vẫn như một định mệnh nghiệt ngã đè nặng lên vai người dân Lộc Hà. Cái khốc liệt của một thời làm ăn theo lối bình công chấm điểm đã làm mai một đi tính chủ động sáng tạo của người dân. Con người muốn vượt lên nhưng cánh cửa của cơ chế vẫn đóng chặt như là một thách thức giữa cái đói, cái nghèo với ấm no, hạnh phúc. Khoán 10 như một luồng gió mới mát lành thổi vào nông thôn Việt Nam, vượt qua lũy tre làng đến với người dân Lộc Hà. Hộ nông dân đã trở thành đơn vị kinh tế tự chủ, họ có quyền suy nghĩ, quyết định trên mảnh ruộng của mình. Song với vùng đất chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã úng này, muốn tồn tại, người nông dân không thể đứng tách riêng ra khỏi cộng đồng. Sự hiệp tác là lẽ sống còn để họ chống chọi lại với sự hà khắc của thiên nhiên. Trong khi không ít nơi, người ta coi việc giải thể hợp tác xã nông nghiệp như là một tất yếu, thì người dân Lộc Hà lại phải lựa chọn cho mình con đường giữ lại hợp tác xã nông nghiệp, nhưng phải chuyển đổi để phù hợp với cơ chế mới. Họ nhận thức được rằng, chỉ có hiệp tác cùng nhau mới có thể tạo được sức mạnh trong sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Ý nguyện của người dân Lộc Hà đã được thực hiện thông qua việc kiện toàn lại bộ máy ban quản lý mới, đủ năng lực và có tâm huyết với nông dân. Quyết tâm là vậy, song ban quản lý hợp tác xã sẽ làm được gì cho nông dân khi mà tài sản của cả mấy chục năm xây dựng chỉ vỏn vẹn chưa bằng giá trị của 80 tấn thóc. Cái mà Lộc Hà có được lúc bấy giờ là cánh đồng đầy gian khó và tấm lòng nhiệt thành của người dân. Tấm lòng đó như được nhân lên để những cán bộ của ban quản lý đi học hỏi kinh nghiệm ở một số hợp tác xã nông nghiệp làm ăn giỏi ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng và mãi ra tận Thái Bình. Từ đó, những kinh nghiệm hay của các địa phương, những tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được gieo mầm vào Lộc Hà. Bằng công sức của người dân cùng với 200 triệu vay từ ngân hàng, Lộc Hà đã thực sự làm một cuộc cách mạng trong công tác thủy lợi, kiến thiết lại đồng ruộng, canh mương nội đồng, khoanh ô khoanh vùng để chủ động thâm canh. Sức mạnh đoàn kết của sự hiệp tác mới đã giúp cho Lộc Hà biến đồng đất chiêm trũng một vụ bấp bênh trước đây thành ruộng lúa hai vụ ăn chắc. Chủ động được thủy lợi, Lộc Hà đã nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, loại trừ được yếu tố bất lợi của thiên nhiên. Ban quản lý hợp tác xã đã tiến hành việc tổ chức tất cả các khâu dịch vụ cho nông dân. Ban đầu, cái ấn tượng của thời bao cấp vẫn còn đè nặng lên nhận thức của người nông dân Lộc Hà. Không ít ý kiến cho rằng, nếu để ban quản lý đứng ra làm dịch vụ, sẽ xảy ra tình trạng cai đầu dài, thu vén lợi ích cá nhân, nông dân bị thiệt thòi. Để giải quyết mâu thuẫn này, trước mỗi vụ sản xuất, ban quản lý lập phương án tổ chức dịch vụ, công khai giá cả, trình ra đại hội xã viên quyết định. Ví như, trong khâu làm đất và tưới tiêu nước,
ban quản lý nhận làm dịch vụ với giá rẻ hơn 15% so với trên địa bàn. Ấy vậy mà, mỗi năm Lộc Hà vẫn thu về được 100 tấn thóc, tương đương với 200 triệu đồng. Khoản lợi nhuận đầu tiên này, hợp tác xã hoàn toàn ưu tiên đầu tư trở lại cho sản xuất bằng các hình thức dịch vụ về giống, phân bón, bảo vệ thực vật. Tất cả các khâu dịch vụ này đều cho nông dân ứng trước để sản xuất, cuối mỗi vụ mới thanh toán không tính lãi. Sự trợ giúp này của hợp tác xã đã tỏ ra rất có hiệu quả. Nhiều hộ nông dân nghèo trước đây thiếu vốn cho sản xuất, nay đã có thêm điều kiện để mạnh dạn đầu tư thâm canh tăng năng suất. Năm nay tôi 61 tuổi. Trước đây làm cơ chế ba khoản, làm ăn quá vất vả, gò bó lắm. Đời sống gặp nhiều khó khăn, con cái bị thất học. Hôm nay qua cơ chế nghị quyết 10, làm ăn rất thoải mái, đời sống càng ngày càng nâng cao, con cái được khó khăn. Bên cạnh, nhờ hợp tác xã, ban quản lý hỗ trợ giúp đỡ, trong đó có mấy khâu giống má, lấn đàm, thuộc từ sâu qua dịch vụ khâu làm đất. Hợp tác xã thì hỗ trợ bên cạnh đó, so sánh vấn đề giá cả ngoài thị trường với trong hợp tác xã chúng tôi rẻ hơn. Rồi là coi qua vấn đề cuối năm mới thanh toán, thì cái đó chúng tôi tin tưởng và gắn bó với hợp tác xã. Tổ chức làm dịch vụ tất cả các khâu cho nông dân, Lộc Hà đã chấp nhận việc đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trong cơ chế thị trường. Sự táo bạo của hợp tác xã là dám đón nhận những thua thiệt trước mắt để chăm lo cho lợi ích của nông dân. Và Lộc Hà cũng đã biết dùng những gì mình có để giành giật với thị trường những cái mình đang cần. Không trông chờ vào sự trợ giúp của bên ngoài, hợp tác xã tự xác định là phải đi lên bằng chính sự vận động nội tại của mình. Phải lấy sản xuất để phục vụ lại sản xuất, lấy dịch vụ để phát triển dịch vụ. Lợi nhuận tích tụ được từ các khâu dịch vụ lại được quay vòng thành giống lúa, phân bón, bảo vệ thực vật và cả tri thức khoa học cho người dân. Cứ như thế, mùa lại tiếp mùa, nông dân ngày một khá lên, sự tích tụ của hợp tác xã cũng theo đó mà được nhân lên. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn, năng suất của Lộc Hà tăng từ 25 lên 65 tạ một hecta mỗi vụ. Nếu như ban quản lý hợp tác xã không biết tập hợp sức mạnh trong nông dân để làm cuộc cách mạng xanh trên đồng ruộng. Và nếu như hợp tác xã không là chiếc cầu nối để những tri thức khoa học kỹ thuật đến với người nông dân, thì năm 96 này hợp tác xã khó có thể đạt sản lượng lúa 2.100 tấn, tăng 1.200 tấn so với năm 90. Niềm vui đã gõ cửa người nông dân Lộc Hà khi năm 96 bình quân lương thực đầu người đạt 860 kg thóc, cao nhất tỉnh Quảng Bình. Cũng từ đó, ở Lộc Hà, câu lạc bộ hộ nông dân trên 10 tấn thóc đã ra đời. Cái lo toan trăn trở của người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm đã được vợi đi khi ban quản lý có sự trợ giúp để nông dân bớt đỡ thiệt thòi. Xã viên có giàu, hợp tác xã mới mạnh là sự thật được minh chứng qua cách nghĩ cách làm của Lộc Hà. Biết đặt lợi ích của nông dân lên trước lợi ích của hợp tác xã, biết tích lũy từ sản xuất để phục vụ trở lại cho sản xuất. Nhờ vậy, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, không chỉ đời sống của nông dân được nâng lên, mà sự tích tụ của hợp tác xã cũng đã có trên 2,2 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 90. Trong đó, vốn lưu động trực tiếp phục vụ cho sản xuất gần 1 tỷ đồng. Không chủ quan nóng vội, không đốt cháy giai đoạn, Lộc Hà đã biết nhanh nhạy tiếp thu cái mới, gột bỏ những yếu kém tồn tại, từ hoàn thiện mình để phù hợp với cơ chế mới. Đổi mới bằng cách nghĩ cách làm và bằng hiệu quả kinh tế, những cốt vật chất phục vụ cho sản xuất và đời sống mà Lộc Hà có được hôm nay là câu trả lời thuyết phục nhất trong mối quan hệ giữa xã viên và ban quản lý. Qua công cuộc đổi mới nông nghiệp và nông thôn do Đảng ta khởi xướng, qua quá trình chuyển đổi hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã Lộc Hà chúng tôi biết đứng vững và vươn lên
trong cơ chế mới, nhờ có biết vận dụng nghị quyết 5, nghị quyết 10 một cách sáng tạo vào thực tiễn của địa phương. Vấn đề nữa là ban quản lý biết làm dịch vụ và dịch vụ có hiệu quả. Chúng tôi điều tiết lợi nhuận dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông nội đồng, thủy lợi, điện, đường, nhà trẻ mẫu giáo, giống, phân bón, vân vân. Và nông dân rất cần có hợp tác xã, và thực sự là hợp tác xã là ba đỡ cho nông dân phát triển. Không chỉ ưu tiên cho việc đầu tư thâm canh trên đồng ruộng, mỗi năm Lộc Hà còn bỏ ra gần nửa tỷ đồng cho nông dân vay với lãi suất ưu đãi để phát triển dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề để phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp. Giờ đây ở Lộc Hà, những lúc nông nhàn, người nông dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, không còn cảnh sông chơi rượu chè nơi quán xá. Sự trợ giúp của hợp tác xã đã giúp họ có thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Bến sông quê Lộc Hà một thời vắng vẻ quạnh hiu, nay như được sống dậy trong sự hiệp tác làm ăn mới của những người dân. 400.000 đồng thu nhập cho mỗi lao động một tháng từ nghề mới này trong cơ chế thị trường quả còn khiêm tốn. Song đối với người nông dân Lộc Hà, những lúc nông nhàn nó quý giá đến nhường nào. Tác xã có tổ chức cho vay một ít vốn, gia đình tôi vay một ít và sắm được một chiếc thuyền to gắn máy chuyên môn chở cát sạn ở trong vùng của Lệ Thủy, nên gia đình tôi hàng ngày hàng tháng là nâng được đời sống lên. Không phải riêng gia đình tôi và các gia đình khác cùng vay vốn và sắm đò cùng chở cát sạn, nên là anh em cũng có phần đỡ hơn so với mọi năm. Ở các thành phố, thị xã, 60 triệu đồng đầu tư cho văn hóa xã hội mỗi năm chỉ là những hạt muối bỏ biển. Nhưng đối với vùng quê thuần nông như Lộc Hà thì nó lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Những chủ nhân tương lai của làng quê Lộc Hà không chỉ được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ, mà các cháu còn có được sự chăm lo của cả cộng đồng. Còn những cụ ông cụ bà ở Lộc Hà, dẫu không còn tinh tường như thời trai trẻ, nhưng họ vẫn vui chung với sự đổi khác của xóm làng. Một hiện thực dẫu trước đây họ từng mơ ước nhưng vẫn chưa làm được. Hôm nay với người dân Lộc Hà, cái đói, cái nghèo đã thực sự lùi vào dĩ vãng. Nó chỉ đọng lại trong ký ức người dân ở đây như một kỷ niệm buồn. Với 25% số hộ giàu, 74% số hộ khá là những gì Lộc Hà đã giành được trong gần 10 năm đổi mới. Ý nguyện của người dân và sự vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng vào thực tiễn của địa phương là lời giải mà Lộc Hà đã tìm ra trong quá trình đổi mới. Cái ân tình ngàn xưa của những người dân quê mộc mạc như đã được sống dậy mãnh liệt hơn lên ở làng quê Lộc Hà, khi mà hợp tác xã là điểm tựa, là nơi hội tụ, là chất keo gắn kết để người dân hòa nhịp vào cuộc sống mới trong ấm áp của nghĩa xóm, tình làng.